Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuần 31, bài 23, viết chữ hoa quy kiểu 2. Cô mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết chữ hoa. Đây là chữ hoa quy. Các em hãy quan sát. Đây là chữ hoa quy kiểu 2 cỡ vừa. Còn đây là chữ hoa quy kiểu 2 cỡ nhỏ. Các em hãy quan sát. Chữ đầu tiên đó là chữ hoa quy cỡ vừa. Và cho cô giáo biết, chữ hoa quy cỡ vừa có độ cao là mấy ly và độ rộng là mấy ly? Đáp án của cô như sau. Chữ hoa quy cỡ vừa có độ cao là 5 ly và độ rộng cũng là 5 ly. Chữ hoa quy cỡ vừa kiểu 2 gồm có một nét viết liền được kết hợp bởi ba nét cơ bản, đó là nét cong trên, nét cong phải và nét lượn ngang. Các em quan sát, đây là một nét nhưng được kết hợp bởi ba nét cơ bản đấy các em ạ. Và điểm dừng bút là ở trên đường kẻ 1. Tiếp tục chúng mình quan sát. Khi viết, chúng mình lưu ý cách viết như sau. Đặt bút ở giữa đường kẻ 4 và đường kẻ 5. Các em quan sát, đây là đường kẻ 4 và đường kẻ 5. Chúng ta sẽ viết nét cong trên sát với đường kẻ 6. Đây chúng ta quan sát, viết nét cong trên sát lên đến đường kẻ 6. Và tiếp tục lượn cong sang phải và lượn xuống sát đường kẻ 1, hay còn gọi là nét cong phải. Đổi chiều bút, viết nét lượn ngang từ trái sang phải, tạo thành một vòng xoắn ở chân chữ và dừng bút ở đường kẻ 2. Như vậy các em đã biết cách viết chữ hoa quy kiểu 2 cỡ vừa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát cách viết như sau. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe quy trình viết. Như vậy vừa rồi các em đã cùng nhau quan sát quy trình viết chữ hoa quy kiểu 2 cỡ vừa. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết vào bảng con nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình. Chúng mình cùng nhau quan sát bức tranh sau. Trong bức tranh chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh gì? À, các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một thanh niên trên tay đang cầm một quả cam, còn ở phía dưới đó là chiếc thuyền rồng của vua đấy. Và đây chính là một bức tranh nói về nội dung của bài tập đọc mà các em đã được học, bài bóp nát quả cam. Và đây chính là nhân vật Trần Quốc Toản, là một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhưng có lòng yêu nước. Bức tranh này có liên quan đến một câu ứng dụng của bài hôm nay, đó chính là. Các em cùng nhau quan sát câu ứng dụng nhé. Câu ứng dụng đó là Trần Quốc Toản là người anh hùng nhỏ tuổi. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình đọc lại câu ứng dụng này nhé. Chúng mình cùng nhau quay trở lại màn hình nào. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc câu ứng dụng của bài Trần Quốc Toản. Chúng ta thấy là một nhân vật anh hùng rất là nhỏ tuổi
tuy nhỏ tuổi nhưng có tấm lòng yêu nước và căm thù giặc rất lớn. Quan sát và cho cô giáo biết trong câu ứng dụng chữ cái nào được viết hoa. Trong câu ứng dụng này thì chữ được viết hoa đó là chữ Q và chữ T. Lưu ý cho cô giáo khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng. Vậy khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng như thế nào? Đáp án của cô như sau. Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là bằng một con chữ O. Tiếp tục, những chữ cái nào cao 2,5 ly? Chúng ta quan sát thấy trong câu ứng dụng, những chữ có độ cao 2,5 ly đó là chữ G, chữ L, chữ H. Chúng ta lưu ý khi viết, chúng ta lưu ý cuối câu có dấu chấm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau viết bài nhé. Chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.